Thế nào là hạnh phúc? Người nghèo nói có tiền là hạnh phúc. Người tàn tật nói đi được là hạnh phúc. Người mù nói nhìn được là hạnh phúc. Người điếc nói nghe được là hạnh phúc. Người bệnh nói mạnh khỏe là hạnh phúc. Người chưa chồng nói có chồng sẽ hạnh phúc. Người chưa vợ nói có vợ sẽ hạnh phúc. Người chưa có con nói có con sẽ hạnh phúc. Người lo lắng sợ hãi nói bình an là hạnh phúc. Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc. Dân đen nói làm quan sẽ hạnh phúc. Người đang rất đói nói được bữa cơm là hạnh phúc. Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa. Thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng. Thực ra biết đủ và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc. Nếu bạn biết đủ thì cả khi đối diện với cái chết bạn cũng không sợ hãi vì bạn biết là sống thế là đủ rồi. Đối với bạn thì hạnh phúc là như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn nhé!